Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phan.tu.com. Thì video này chúng ta sẽ tới cái phần xuất ra cái chất liệu cho những cái phần mềm 3D khác các bạn. Nghĩa là sau khi các bạn video trước tôi hướng dẫn các bạn cái việc mà chúng ta render và chúng ta render ra cái hình ảnh đó để chúng ta chưa cho khách hàng xem hay gì đó. Đâu tiêu rồi. Đây là nó bị ẩn này nè ha. Video trước tôi hướng dẫn các bạn cái việc chúng ta tùy chỉnh cái việc mà render ra ảnh rồi. Click gì đây. Thì nó sẽ render ra cho chúng ta. Nó sẽ sử dụng chủ yếu là CPU với RAM các bạn. Cũng có GPU nữa nhưng mà nó ít hơn. Chủ yếu là CPU và RAM. CPU là chạy hết luôn, 100% luôn. Rồi, sao nó hơi lâu ta. Rồi, coi cái test manager nó có vấn đề gì không. Đây nè, tôi cho bạn xem thử nè, thấy chưa. Nó đang dùng RAM rất là nhiều ha, RAM 7 mấy mà. CPU 100% mà thấy chưa. RAM tôi hiện tại tôi đang mới có nâng cấp 16GB à. Chứ tốt nhất là bạn nên nâng cấp RAM 32GB hay giờ bớt 3000 gì đó thì nó mới tốt. Rồi GPU mới 2 mấy% thôi. Ok. CPU lúc nào cũng chạy load 100% các bạn. Nên thường xuyên dán keo dán nhiệt khoảng chừng 3 tháng á. 3 tháng hay 4 tháng gì đó thì nếu bạn xài tản nhiệt khí thì bạn nên thay thường xuyên cái keo tản nhiệt ha. Khoảng 3 tháng lận. Rồi, render này tôi đang để cái thời gian là tôi để lâu dưới ta, tôi để tới 60 giây là 1 phút lần. Nên nó lâu phải là thường thì để khi mà bạn test thử, bạn xem thử cái khoảng 10 giây thôi. Nó ok ha, được gì rồi. Rồi, rồi chúng ta làm được vậy rồi, giờ video này chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà xuất cái gì ta? Xuất cái chất liệu này ra hoặc là xuất cái chất liệu dưới đường lưới thì bạn vào file nè, export nè, đây nó chia làm hai loại xuất các bạn. Ở bên ngoài công trình nó đang thi công nên nó hơi ổn tí, bạn thông cảm ha. Rồi khi mà nó file nó xuất rồi bạn, thì xuất ra hay là hai cái, một là xuất đường lưới hay là xuất tester. Rồi thì thường thì chúng ta chỉ xuất cái tester thôi bạn, tại cái đường lưới thì cơ bản là chúng ta có cái file .fx chúng ta mới nhập vô cái phần mềm này được. Thì tự nhiên giờ chúng ta xuất ngược ra lại, nhưng mà ở đây nó vẫn cho chúng ta xuất hai nè, tôi sẽ làm thử nha. Xuất đường lưới là mét đó, là đối tượng 3D bạn. Áp dụng cái là hình xuất thử. Hay coi định dạng gì à, nó xuất ra cái định dạng .obj nè, .fx nè. Đó. Ha, những cái định dạng khác nè. Rồi. Đó là cái cách xuất ra đường lưới các bạn. Còn xuất ra chất liệu thì sao, thì bạn click vô cái chữ export tester nè. Chủ yếu là subtend ta làm chất liệu bạn, nên giờ ta xuất ra cái chất liệu. Để gán vô những cái phần mềm khác, phần mềm 3D khác. Thì cái giao diện nó hơi khác so với những cái phiên bản trước một tí, nó sẽ có tổng cộng là ba cái bạn. Còn những bạn mà sử dụng các phiên bản trước hình như là chỉ có hai cái tab thôi. Rồi ba cái tab nè. Rồi cái tab đầu tiên là chúng tab mà chúng ta sẽ cài đặt. Nhưng mà trước khi qua cái tab đầu tiên cài đặt á, thì tôi nói sơ qua cái phần cái tab mẫu lận. Output template là chúng ta sử dụng những cái mẫu. Ok hả bạn. Cái mẫu thì những cái mẫu này á, thì bạn sẽ nhìn hầu như là nó đầy đủ hết những cái phần mềm thông dụng rồi, nhưng mà có số nó không có đủ ha. Ví dụ như là xuất ra những cái trình render engine Anno nè, nó Corona nè, Dota 2 nè, Ksort nè. Nói chung đây là những cái phần mềm của bên thứ ba ha bạn. Nó render. Thì bạn nào có từng làm chuyên về render thì sẽ biết. Đó, đây là tương ứng với những cái phần mềm đó. Rồi xuất ra dạng bản đồ của đường lưới nè. Rồi chúng ta đang để cái mặc định là chế độ PBR Metallic Rounded nè nhá. Bắt đầu video, ở đầu của cái video danh sách này ta nói là ta đang sử dụng cái chế độ chuẩn này nè. Rồi, còn bản xuất Redshift nè, Renderman nè, thấy chưa? Nó đây là những cái trình render các bạn đã quá nổi tiếng, quá quen rồi. Redshift nè, Renderman nè. Rồi Unity là trình làm game này, các bạn cũng quá biết rồi. Làm game thì hầu như chủ yếu là Unity. Có thêm Unreal nữa, cũng làm game luôn. Giờ V-Ray nữa ha. V-Ray cũng quá nổi tiếng trong các bạn làm nội thất của bên render 3D Max rồi. Nó đây là những cái trình render xuất ra cái chất liệu để chi? Để bạn lấy cái phần mà chất liệu đó, bạn lấy cái phần chất liệu đó bạn nhập vô những cái trình render này để bạn render ra. Nó đại khái là vậy. Thì khi các bạn chúng ta ban đầu chúng ta là người mới, chúng ta không biết gì á, thì chúng ta có thể là chọn sẵn những cái mẫu này ha, chọn sẵn những cái mẫu mà của cái này nó làm sẵn cho đỡ mất thời gian hoặc là đỡ chỉnh sửa nó sai. Nhưng mà cơ bản thì sau này các bạn làm quen rồi thì bạn nên tìm hiểu một chút về những cái thông số này bạn. Tôi lấy ví dụ, giả sử như chúng ta render trong V-Ray, ví dụ toàn đại cái V-Ray ha. V-Ray đây.
Nó thì tại vì nó phân theo những cái loại, theo một cái loại là những cái sau này là metallic rounded, còn là BBR ở sau này, còn những cái loại render trước là sử dụng non BBR là specular lossiness ha. Thì bạn chọn nó thì bạn sẽ thấy như đây nè. Đây nó hiển thị cho chúng ta đây là cái tên. Và lưu ý cái tên này nó không phải là cái chữ này đâu bạn. Cái tên nào bạn nhìn kỹ nó sẽ có cái ký hiệu là ký hiệu đồng tiền đô la phía trước đó, là nó sẽ chạy cái hàm á. Nó chạy biến các bạn. Nó chạy biến ha, có nghĩa là nó là hiện cái tên của cái đường lưới này. Kèm theo là cái tên của họa tiết cái này. Rồi theo đó cuối cùng mới là đúng cái chữ này luôn. Lưu ý ha, cái nào mà có cái chữ mà đô la ở trước đó, là nó sẽ chạy biến. Nó chạy tên bạn ha, chạy tên theo đường lưới, chạy tên theo cái chất liệu, lưu ý cho kỹ. Thì ta được cái tên của chất liệu này là gì đó. Rồi. Kế đến là cái kênh của nó, thì đây đang sử dụng kênh RGB nè bạn, thì bạn lít vô đây thì nó sẽ sử dụng kênh này là mới là cái kênh thôi. Còn ta sử dụng cái nguồn nào đập vô đây thì bạn sẽ nhìn vô đây, ví dụ như đây là cái kênh Paycolor thì bạn kiếm bên đây cái chữ Paycolor nè, bạn lít chuột trái đây, bạn lôi vô đây đó, thấy chưa. Tôi lấy ví dụ thử cái ha, dù tôi lít tôi thêm một cái, bổ sung thêm một cái kênh mới có tên là, thì đa số cái kênh ta thường có hai là cái các bạn, một là RGB, hai là kênh Ray thôi. RGB là cái kênh màu. Rồi, tương tự như Photoshop các bạn, Red Print Low á. Còn Ray là cái kênh màu xám, nghĩa là trắng đen, chỉ có màu trắng màu đen thôi. Thì cái kênh màu thì thường có một là cái kênh Bicolor là có kênh màu nè, đúng không? Kênh màu chúng ta phải có RGB. Thứ hai là cái kênh Normal ha, kênh Normal là kênh nổi khói á. Thì thường nó sẽ có màu đó. Kênh MSU này cũng vậy, sẽ có màu là tự phát sáng á. Rồi còn lại tất cả đa số còn lại là cái kênh xám, là kênh trắng đen. Ví dụ như kênh là Rounded là kênh bị nhám nè, tính kim loại nè là kênh xám nè, hay chữ GR không chứ tắt của Ray nè, rồi kênh hay cũng là kênh nổi khói là kênh xám nè, thấy chưa. Đó là những kênh phổ biến. Rồi ta làm thử một ví dụ cái, giả sử tôi muốn cái kênh thêm cái kênh, tôi sử dụng cái mẫu có sẵn này luôn ha. Không còn không á thì bạn không nên đụng chạm cái mẫu, người ta lỡ sai mất công lắm. Chúng ta ở đây có thêm mẫu nè, ở đây có xóa mẫu nè, còn đây là duplicate là nhân đôi nè. Giả sử tôi chọn cái V-Ray ha, V-Ray tôi nhấn là nhân đôi lên. Đó, được một cái V-Ray copy. Tôi lấy ví dụ ha, dù như bạn muốn thêm một cái kênh gì đó thì bạn lít vô chữ RGB đây. Rồi thì mặc định nó mới là cái kênh RGB rỗng à, nó màu đen này chưa có nội dung hết, thì bạn lít cái kênh nào đó vào đây. Đây là input mask nè, cái kênh bạn nè, dù như đây là muốn lấy cái kênh màu đi, bạn lít vô pay color, bạn lo vô đây đó, thấy chưa. Đây đây thì bạn lo thì nó sẽ hỏi bạn liền sử dụng kênh gì, thì sử dụng kênh RGB channel đó, thấy chưa. Rồi bạn muốn đặt tên thì bạn có thể là nhấn Ctrl V, quét chọn là Ctrl V dán trực tiếp lên đây. Rồi bạn muốn sửa thông tin gì lại sửa, dù gì cho đỡ mất thời gian. Ví dụ như tôi dán đây nè, tôi Ctrl C trước đây, tôi nhấn đây Ctrl V cho nó mau. Rồi sau đó phía trước là nó đã tự, ở phía trước là nó tự chạy cái chất liệu, xin lỗi, tự chạy cái hàm rồi, là dấu thăng á, dấu đồng tiền chứ, dấu đô la các bạn, nó tự chạy cái tên rồi. Thì nhiệm vụ của bạn chỉ là quét bỏ cái phần ở phía sau cùng nè, để bạn gán một cái tên gì đó, cái chất theo cái kênh của bạn ha. Dù như đây là cái kênh màu thì bạn đánh cái chữ Bicolor, hay là cái kênh nội kênh Normal á thì bạn đánh như đây, ví dụ vậy đó. Còn cái phần bên trước á, cái tên bên trước thì tôi khuyên là chúng ta không nên chỉnh sửa ha, tại vì nó đã chạy theo cái biến tên nó với cái biến chất liệu rồi, lưu ý đó. Chúng ta mới vừa thêm cái kênh Bicolor vô đây giống như kênh trên của chúng ta nè. Còn lít vô cái đồng tiền này để nó gán cho chúng ta cái tên thôi ha, gán cái tên là cái tên đồng tiền, cái tên của cái dự án, là cái tên đường lưới, hay là cái tên chất liệu đó, hay là cái cách mà nó gán cái tên đô la phía trước thôi. Nếu bạn nào đã học qua những cái phần mềm về tương tự như Excel á, hay là Excel các bạn, hay là những cái phần mềm về cơ sở dữ liệu, thì bạn sẽ biết ha, sử dụng cái đồng tiền để gán tên thôi, gán biến tên chạy thôi. Rồi nó chúng ta thêm cái kênh RGB. Còn bạn muốn thêm kênh Ray là xám, là xám thì thường nó sẽ là cái nhám nè, kim loại nè, nổi khói đó, là chúng ta sử dụng kênh xám. Thì bạn đặt tên thì giống như dưới trên thôi, bạn sẽ copy lại này và bạn sửa lại tí. Rồi còn cái nguồn á, này mới là cái rỗng thôi. Còn cái nguồn đó thì bạn phải lôi cái input này vào. Hầu như bạn chọn cái kênh này là rounded ha, thì bạn lôi cái thằng cái nguồn chúng ta là rounded vô đây, cái channel của bạn, cái kênh rounded chúng ta nè, lôi vô đây nó, thấy chưa. Thì chúng ta sử dụng kênh nào thì nó hỏi chúng ta liền là sử dụng kênh xám hay là kênh pha, nó gì thôi, anh thấy chưa, thấy dễ chưa. Rồi đây là những cái nguồn nè, và lưu ý là những cái nguồn này thì nó dựa vô đâu ta, nó dựa vô cái việc mà khi chúng ta làm cái chất liệu á, chúng ta có những cái kênh nào thì ở đây nó mới có thôi. Còn ví dụ như mà ở đầu video chúng ta không có làm cái kênh normal ha, thì dù các bạn lôi cái normal này vô thì nó sẽ sao bạn, nó sẽ rỗng. Thì thường những cái nào trong đây nó có, sẽ có nổi màu, bạn để ý này, là những cái đó chúng ta có chứa dữ liệu hay gì á, nó gán, không phải cái này nó gán cái tên cho cái màu, lộn xin lỗi, nó gán cái màu cho bạn dễ hiểu thôi chứ lộn. Còn bạn muốn biết cái kênh nào có chứa nội dung dữ liệu á, thì buộc các bạn phải xem lại trong cái phần mềm chúng ta, là chúng ta đã gán lúc chúng ta làm á bạn, lúc chúng ta dựng gì bạn nhớ không, dựng packing map á,
lúc ta dựng bitmap á thì nó sẽ nổi lên những cái kênh nào, thì trong cái file chúng ta mới có được cái kênh đó thôi. Lưu ý kỹ ha, mà nào chưa biết thì xem lại những video đầu chúng ta làm cái việc mà bitmap á, nhớ cho kỹ. Bởi vì cái việc bitmap nó rất là quan trọng các bạn, nó quyết định cái file chúng ta bao gồm tất cả những cái kênh nào trong đó và cái nội dung cái kênh đó nó có chính xác không. Rồi còn thêm một cái quan trọng ở trong đây là bạn sẽ thấy là cái này là metmap, là cái bản đồ đường lưới nè, đó, theo những cái kênh này. Còn cái kênh budget map đó là những cái bản đồ mà trong đây nó không có, khi chúng ta dựng budget map nó không có thì nó sẽ tự động convert cho chúng ta, tự động chuyển qua đây. Đó. Ví dụ như nó mô mà không có thì bạn lôi hai cái nó mô bên đây qua, trong đây nè, trong đây nó mô không có tại bản đồ chúng ta đâu có budget đâu, thì ta thể lôi hai cái nó mô bên đây nó vào cũng được luôn. Thì hai cái nó mô này là nó sẽ tự động thông minh đó, nó sẽ tự động hiểu là nó sẽ kết hợp cái kênh hay cái kênh nổi khói trong đây các bạn, kênh nổi khói trong đây với cái kênh nổi khói trong đây với cái kênh gì tôi quên này, để gộp thành cái nó mô này. Đó. Thì bạn lôi cái nó mô này vô đây, ví dụ vậy, đây nè, cái kênh nó mô của nó nè, thấy chưa, nó lôi cái nó mô open gel, mình thấy chưa, thấy trên mình không, chỗ chuột đó, nó lôi cái kênh nó mô open gel là ở đây nè, nó mô open gel lôi vô đây, nó lôi vô chỗ này. Rồi hiểu không bạn, hiểu cái cách để chúng ta tùy biến được cái việc mà tự tạo ra một cái template hay một cái mẫu mà đồ ra chúng ta là output template. Đó. Bạn không muốn xài nữa thì bạn click vô đây, bạn nhấn dấu trừ là xóa, cộng là thêm, duplicate là nhân đôi. Nhưng mà tôi khuyên thì nếu có chỉnh sửa gì bạn nên nhân đôi, các bạn không nên sử dụng cái mẫu chuẩn của người ta mà xóa, chỉnh sửa, nên duplicate ra một cái file khác, nhân đôi ra. Rồi ví dụ như nhưng mà trong đây cho thấy nó không có cái Maya hay là 3D Max, các bạn thấy không, đâu có đúng không. Đây nó sử dụng những cái trình render, trình engine để render thôi, còn trực những cái phần mềm trực tiếp thì tôi thấy nó không có, ví dụ như là 3D Max không có, Maya không có, nó chỉ có V-Ray cho V-Ray thôi ha. V-Ray thường hay sử dụng cho 3D Max, Renderman hay là Redshift thường cho Sigma 4D, nó không có luôn bạn, nó chỉ có Redshift cho Sigma 4D thôi nè, Redshift nè, nó dùng vậy, nó không có render những cái trình 3D trực tiếp mà dùng những cái engine render thôi. Rồi ok ha. Rồi ví dụ như ta, đó là nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta tùy chỉnh cái mẫu ha, đúng không, tùy chỉnh cái mẫu ha. Rồi đây là cái định dạng, quên nè, png nè, nó một lít đây để cho định dạng, ta định dạng gì, thường chúng ta chọn png các bạn, png cho nhẹ, còn không bạn chọn định dạng chip á thì nó chất lượng, nó chất lượng cao mà nặng hơn. Nhưng mà bình thường là png hoặc jpeg, nhưng mà jpeg thì có cái nền trắng nên thường ta chọn png cho nó tốt ha, không nền. Rồi 8 bit là được rồi, các bạn nào muốn đổi cao hơn thì phải chọn 16 bit, nhưng mà 8 bit là được rồi. Đây là xóa nè, nhân bản hay gì nè. Rồi đó là nãy giờ chúng ta tìm hiểu nhanh qua cái phần các mẫu. Sau khi chúng ta làm xong bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần chính chúng ta nào. Khi mở lên cái phần xuất này rồi á thì bạn sẽ xem là đây là những cái quả tiết chúng ta có trong cái phần tester đây mà, trong phần danh sách đây. Đây là quả tiết đây. Đó, thì nó liệt kê chúng ta hết tất cả những cái quả tiết tester chúng ta vào đây. Rồi thì tương ứng với mỗi cái tester này nó sẽ có bao gồm bao nhiêu kênh nè bạn, lưu ý ha, tương ứng với mỗi tester đây, mỗi tester này nè thì nó sẽ có bao gồm là bao nhiêu kênh nè. Nó thì ví dụ ha, ví dụ như đây chúng ta có bao nhiêu cái tester, 1 2 3 4 5, 5 cái tester đúng không, thì bạn xem ví dụ như bạn chọn cái trình render sẵn, ví dụ tôi chọn Redshift đi, thì đây có bao nhiêu cái file ảnh xuất ra, 1 2 3 4 5 6, 6 này bạn nhân lên cho mấy, 6 nhân cho ở đây là 5, 5 x 6 là 30, thì tổng cộng đây nó sẽ có 30 file xuất ra. Thấy chưa, bạn xem cái số tổng cộng đúng không, 30 size xuất ra nè, số 30 nè, thấy chưa. Như là một cái chữ tester bên đây nè thì nó bao gồm là 6 file, 6 cái tấm ảnh ha, nó định dạng png và kênh là 8 bit, độ phân giải là 2048 x 2048, và tổng cộng là 6, tổng cộng là 5 quả tiết, 5 tester thì nó ra 630 ảnh. Thấy chưa, lưu ý cho kỹ ha, một cái tester này nó là bao gồm bao nhiêu kênh lận, nó gồm bao nhiêu kênh lận. Rồi thì giờ ta sẽ tùy chỉnh bên đây tí nè. Thứ nhất là bạn chọn cho tôi cái nơi bạn xuất ra output nè, ví dụ như tôi xuất ở đâu trong cái máy tính tôi đấy, đại mà ha, đại thì cho nó đó thời gian, ví dụ như tôi chọn cái lít chuột phải này, tôi chọn cái new đi ha, new folder đi. Rồi rồi tôi chọn new folder các bạn, ví dụ như tôi ví dụ như tao chọn gì ta, tao chọn để dựng đặt tên nha, đặt tên là cái chữ tester đi ha. Rồi đại đi đâu mất thời gian, tester đâu tao đây đây. Rồi tao chọn cái này. Rồi đây là cái nơi tao mới vừa lưu, chọn nơi lưu rồi tới cái template là cái mẫu xuất ra nè. Như nãy chúng ta chọn là PPR Metallic Rounded á, thì hồi nãy chúng ta từ đầu video giờ chúng ta thực hiện cái việc mà tự tạo mới những cái cấu hình này bạn. Không thì bạn sử dụng những cái cấu hình có sẵn là bên output template nè.
đó, thì bạn chọn ở đây. Thấy chưa? Ví dụ như tôi chọn cái tùy chọn là Redshift các bạn ha, Redshift nha. Ví dụ như bạn nào thường hay sử dụng Sigma 4D thì dùng Redshift, còn bạn nào dùng Blackmask thì dùng V-Ray, hay là Maya thì bạn hãy sử dụng V-Ray cũng được. Nhưng bạn nào chơi game thì Unity đó, hoặc là còn không thì bạn không rảnh thì có thể là chọn cái chuẩn mà default mặc định chung bạn thì chọn PPR Metallic Rounded này, tùy các bạn ha, Rounded này đó là cái chuẩn chung ha, chuẩn chung mà các bạn thường không biết cái gì thì xuất này ra. Rồi ví dụ như tôi chọn, tôi chọn là Redshift rồi, ví dụ tôi chọn Redshift ha. Rồi thì Redshift nè, rồi định dạng file chúng ta là PNG hay là gì đó, bạn chọn định dạng file ảnh ta PNG hay là TIFF hay là JPEG gì đó tùy, AXR gì đó nó. Rồi 8 bit hay là 16 bit cho tùy các bạn, 8 bit là đủ rồi. Kích thước size thì dựa trên cái lúc chúng ta định dạng nó xuất ra bạn, lúc chúng ta làm định dạng cho từng cái này nè là 2048 nha, lúc chúng ta chỉnh đó bạn. Rồi còn cái này thì bạn để cái tùy chọn infinity, nghĩa là nó trải ra vô cùng ha, lưu ý thì để tùy chọn mặc định gì luôn nè, tùy chọn mặc định luôn. Rồi sau đó là bạn chỉ việc nhấn vào cái chữ save thôi, reset on cancel là hủy, lưu là cái cài đặt này. Ví dụ như bạn có chỉnh sửa cái cài đặt này rồi á thì sau này các bạn muốn lưu lại để đỡ mỗi lần đỡ mất công chỉnh sửa nó mất thời gian thì bạn click vô đây để chúng ta lưu cái mẫu này lại, còn không á thì bạn nhấn luôn export nó sẽ xuất cho chúng ta ra tổng cộng có 30 file. Lưu ý ha, mỗi một cái quả tiết này nó bao gồm là 5 file, mà đây chúng ta có lộn, mỗi cái quả tiết này nó bao gồm 6 file, đây chúng ta có tổng cộng là 5 cái quả tiết, 5 cái chất liệu nè, thì nó xuất ra tổng cộng là 30 bức ảnh, 5 × 6 là 30. Rồi đã xuất xong đó bạn, tôi sẽ mở cái thư mục tôi lên để tôi cho bạn xem thử. Nãy tôi đặt tên là tester đúng không bạn, đây nè nó tester tôi đây, thấy chưa? Thì bạn lưu ý mỗi một cái quả tiết tester đây chúng ta sẽ bao gồm là 6 file ha. Đây nè, tester mở đây, ví dụ như tôi đây 1 2 3 4 5, tôi phóng to lên cho nó dễ nhìn tí bạn, nó hơi nhỏ tí, phóng to lên cho nó to tí. Đây là bạn thấy chưa, đây là cái cấu trúc mà chúng ta đặt tên, bạn nhớ không? Đầu tiên là cái thăng là cái tên của cái đường lưới ta mét nè, tiếp theo là cái thăng cái tới cái phần tester là quả tiết, cuối cùng là cái tên ta đặt nè, đúng không nè? Thì cái này là cái color là cái kênh màu nè, còn cái này là hay là cái độ cao nổi khói nè, còn đây là tính metallic là kim loại nè, còn đây là normal là nổi khói nè bạn, thấy chưa? Rau nịt được cái độ nhám nè, nó 1 2 3 4 5, cái thằng này nó có 5 thôi bạn ha, thằng này mỗi cái chất liệu nó có 5, là 5 nhân 5 là 25, thằng này có 25 thôi. Thằng này chúng ta chọn thì chọn là Redshift hay gì đó, thì thằng này nó chỉ có 5 thôi bạn ha, chứ không phải là 6 đó. Ok ha, vậy là xong. Thì các bạn nào biết sử dụng thì chúng ta sẽ cộng cái đường lưới vào, cộng cái đường lưới vào những cái phần mềm engine hồi nãy chúng ta ví dụ như là Redshift, rồi sau đó bạn sử dụng những cái node này bạn cộng vào những cái quả tiết này vào, thì nó sẽ ra được cái chất liệu y chang trong cái phần mềm Substance này thôi, y chang cái phần mềm Substance này thôi, ra được cái hình y chang như cái này trên màn hình bạn á đó. Và tại vì cái phần mềm này chủ yếu là để làm quả tiết tester mà, chúng ta làm như vậy là thành công rồi, là kết thúc được cái video này bạn. Ok ha, còn những bạn nào mới mà chưa có biết cái xuất ra cái gì á thì các bạn cũng để cái nãy ta nói bạn, cái cài đặt chung á, cái xuất ra định dạng chung của cái các phần mềm 3D thường thường là vậy, thì bạn để cái tùy chọn là cái thằng này nè, PPR Metallic Rounded nè, thấy chưa? Nó thì thằng này nó là có cái gì, có được cái color là cái màu nè, Rounded là cái độ nhám nè, Metallic là kim loại nè, Normal nổi khói nè, hay là cũng nổi khói nè, Emissive là cái việc mà tự phát sáng, giống như là những cái đèn dạ quang để ban đêm trong đêm mà nó phát sáng này đó. Nó thì bạn nào nếu không rành thì có thể là xuất ra đủ tổng cộng 6 kênh này thì cũng được rồi ha, lấy cái chuẩn này luôn, đó là FPR Metallic Rounded. Còn nãy chúng ta chọn Redshift như nó chỉ có color nhám rồi. Ok bạn, tôi kết thúc video này ha. Và quên đó, khi bạn làm xong nhắc qua cái list up nè, nó hiện thực hiện hết chúng ta, nó liệt kê chúng ta hết tất cả những cái file ảnh chúng ta cần xuất ra. Còn cái định dạng này bạn hỏi ở đâu á, cái độ phân giải này ở đâu á, thì trong lúc ta làm á bạn, thì bạn sẽ click vô trong cái click vô trong cái đầu tiên rồi. Thì một là một á, có hai cái, một là khi bạn mới vừa tạo mới cái dự án là file new rồi, bạn nhớ không, file new mới project là bạn chỉnh cái độ phân giải ở đây. Đó, đây là một cách, thì nó áp dụng hết tất cả những cái quả tiết chúng ta luôn.
Cách thứ hai là bạn muốn chỉnh riêng từng cái họa tiết này cho nó độ phân giải nó khác nhau á, thì bạn click vô đây, bạn chọn, như tôi nhớ đâu đây nè, ở đây nè bạn, bạn chọn cái họa tiết này, bạn sao vào trong cái phần mà test setting nè, đây nó sẽ có chỉnh riêng cho từng cái chất liệu chúng ta. Nó họa tiết ví dụ như cái chỗ nào bạn cảm thấy là nó phức tạp, nó nhiều cái vết nhăn, ví dụ gì đó, nó chi tiết detail ta cao á, thì bạn vào chọn riêng cái họa tiết này, bạn vào đây bạn chỉnh lên là 4K hay là 8K đó, này tôi giới hạn có 4K 4096 bạn. Đó, thì bạn chỉnh riêng cho cái đó thôi, ví dụ tôi chỉnh thử ra nè. Đó, thì cái tay cầm này nó sẽ có riêng cái độ phân giải đó, phần mềm nó đang tính lại. Nó sẽ mất thời gian chút. Này nó đang chạy lót ở dưới nè, bạn nhìn thấy cái xanh màu xanh lá cây đang chạy không? Nè nè, ở dưới cùng màn hình đó, đó. Thấy chưa? Thì đặc biệt có cái tay cầm này tôi đã lên cái độ phân giải là 4K đó, 4096 nè. Còn cái thằng này vẫn còn những cái còn lại thì do tôi đang để mặc định vẫn là 2048. Và bạn khi nào bạn không muốn thì bạn hãy chọn nó quay lại cũng được. Nhưng mà lưu ý các bạn ha, trong lúc ta đang làm chỉ là cái thao tác làm thôi, thì chúng ta nên chọn độ phân giải tương đối là thấp thôi để chúng ta làm cho nó nhanh. Khi nào mà chúng ta thực hiện cái việc render ra kết quả cuối cùng á, thì bạn nên chọn cái chất lượng tốt nhất ha, render chọn chất lượng 4K. Lúc chúng ta làm thì chúng ta chọn chất lượng thấp thôi bạn để cho nó nhanh. Còn khi mà chúng ta render thì bạn hãy quyền chọn chất lượng cao hơn nè. Ví dụ như bạn chọn cái size chỗ này nè, bạn click vào đây bạn lựa cho tôi là 4K hay 8K nè, thấy chưa? 4K nè, nghĩa là cái này là chúng ta kết quả cuối cùng luôn á, lấy 8K nè, thấy chưa? Là chọn ra kết quả cuối cùng luôn. Còn cái mà chúng ta chỉnh trong lúc này thì chỉ là trong lúc chúng ta xem, chúng ta thực hành thôi ha, xem chúng ta chỉnh sửa thôi. Nên ta bạn chở cái này thấp thôi, 1000 cũng được đó. 1000 cũng được đó bạn. Rồi. Là xong được cái việc mà chúng ta hướng dẫn các bạn cái việc mà xuất cái họa tiết này ra, cái kết quả chúng ta làm từ đầu đến giờ ha. Thành quả chúng ta. Rồi, tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.